Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với Chen Tune, hưởng ứng chủ đề chi ma mới lên của kênh. Hôm nay, Chen sẽ đem đến cho các bạn một đề tài thú vị, đó là xếp hạng bộ tộc trong huyền thoại chi ma. Liệu bộ tộc nào sẽ đứng đầu thế giới hoang dã này đấy? Các bạn hãy bày tỏ ý kiến ở phần bình luận và xem đến cuối nhé. À, có một lưu ý nho nhỏ, vì số lượng loài vật trong huyền thoại chi ma rất nhiều, nên trong bảng xếp hạng này, tớ sẽ chỉ điểm mặt những loài thật sự có thể tính là một bộ tộc, tức là số lượng cá thể lớn, có nền văn minh và hoạt động tổ chức thôi nhé. Giờ thì chúng ta bắt đầu với bộ tộc đầu tiên nào. 1. Khỉ đột. Top 1 khỏe nhất trong các loài, gọi tên khỉ đột, là một trong những loài sơ khai nhất của thế giới chi ma, có truyền thống văn hóa lâu đời, gắn liền với bản tính yêu quý các loài thực vật. Như đã thấy trong việc chúng ra sức bảo vệ một bông hoa mọc giữa đường bằng mọi giá, cứ hễ ai đi đến là hướng dẫn rẽ đường khác ngay để bông hoa không bị chà đạp. Về độ khỏe thì khỉ đột rất đáng nể. Không ít lần chúng ta được thấy loài này thoải mái nâng những thứ to và nặng hơn cơ thể, dù không sử dụng năng lượng chi. Điều này cho thấy khỉ đột vốn dĩ đã mang trong mình một sức mạnh thuần túy vô cùng to lớn. Cái này thì đúng với ngoài đời, nhìn đống cơ bắp của bọn khỉ đột, không ai dám đến gần luôn ấy chứ. Cỗ máy chiến đấu thường thấy của bộ tộc khỉ đột là một cơ giáp lấy ý tưởng thiết kế từ chính giống loài của chúng, cho phép khỉ đột tối đa hóa khả năng đặc trưng của loài trong việc nâng đỡ hay di chuyển các vật siêu to khổng lồ. Đây cũng chính là mục đích ban đầu của cơ giáp này, phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh chứ không hề chủ đích dùng để chiến đấu. Như chúng ta đã thấy, chiến tranh ép bộ tộc này cải tiến cơ giáp của mình thành những cỗ máy chiến đấu, thua thiệt rất nhiều những cỗ máy khác về mặt tốc độ, nhưng về những yếu tố như độ khỏe, độ bền thì cơ giáp của khỉ đột thuộc hàng xị nhất của đất. Điểm trừ duy nhất của loài khỉ đột nằm ở việc chúng đầu to mà óc như quả nho, rất dễ gây ức chế cho người xem khi có nhiều pha ngu ngơ đến độ hỏi chấm luôn. Cũng may khỉ đột có những đồng minh khôn danh nhất để cố vấn và dẫn dắt mỗi khi gặp khó khăn, thôi thì cộng điểm ngoại giao vậy. Tóm lại, bộ tộc khỉ đột sẽ mở bát cho bảng xếp hạng này với hạng C. 2. Gấu. Gấu là một bộ tộc rất mạnh, nếu muốn chúng có thể đánh bại các bộ tộc khác và trở thành loài thống trị chi ma, nhưng may mắn thay chúng không có tham vọng như vậy vì gấu là một bộ tộc yêu hòa bình. Tất cả những gì chúng thực sự muốn là ngủ mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên chúng thích ngủ trong môi trường thoải mái và đẹp đẽ, giấc ngủ còn quan trọng hơn cả chỗ ở. Ngay cả khi gấu gia tăng sức mạnh chi, chúng vẫn có thể ngủ quên. Điều này thực sự khá nguy hiểm vì tiếng ngáy khi chi hóa của chúng khá mạnh. Trong trận chiến lớn ở phần 1, mang tiếng là liên minh với sư tử bảo vệ chi, thế mà tộc gấu ngủ phần lớn thời gian rồi xuất hiện ăn hồi tí vinh quang. Những chú gấu có rất nhiều khả năng, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là khả năng lái xe khi đang ngủ. Đơn giản là chúng có cảm giác bản năng về việc hoạt động trong khi hệ thống não bộ đã mất nhận thức. Đây là một cơ chế sinh tồn mà gấu đã phát triển từ rất lâu. Dành cho những ai thắc mắc tại sao gấu lại ngủ nhiều như vậy, đó không phải là một việc làm vô nghĩa lãng phí thời gian, mà tập gấu còn có một khả năng khác, đó là chia sẻ cùng một giấc mơ. Tất cả cá thể gấu đều gia nhập vào cùng một server giấc mơ và sinh hoạt ở trong đó. Tại đây, quân xạ gấu sẽ trao đổi, họp bàn và giải quyết mọi vấn đề của loài. Một điểm mạnh khác liên quan đến giấc ngủ của gấu là chúng rất khỏe. Giấc ngủ của chúng mạnh mẽ đến mức chỉ cần ngủ là hóa giải mọi hiệu ứng bất lợi. Khi ai đó cố gắng kiểm soát tâm trí một con gấu, chúng chỉ cần chìm vào giấc ngủ và mọi sự kiểm soát tâm trí sẽ bị xử lý sạch sẽ. Chốt lại vị trí cho loài gấu, tớ sẽ xếp vào hạng B. 3. Đại bàng. Xin giới thiệu với các bạn vua của bầu trời, Đại bàng. Là một trong những chủng tộc hiếm hoi có cánh được tiến hóa nhờ chi, Đại bàng từ xa xưa vẫn luôn là một trong những bộ tộc đáng nể nhất ở chi ma ở hai chữ danh dự. Nó thậm chí còn có sức nặng hơn cả danh dự của sư tử. Eris, bạn gái chưa chính thức của Lava, là một trong những cá thể đẹp nhất với bộ lông trắng muốt cùng màu da của hòa bình, trông như một thiên sứ vậy. Đại bàng vốn dĩ không sống theo đàn, nhưng có lẽ việc tiến hóa đã khiến chúng sinh hoạt thành quần thể, tạo nên đội quân hùng hậu. Về sức mạnh của đại bàng thì đừng ném Eris ra làm đại diện, nếu vậy thì đại bàng trong mắt dân chúng sẽ là giống loài yếu ớt nhất. Trong chiến đấu chúng trang bị đầy đủ vũ khí, thậm chí đôi lúc còn kéo được mục tiêu lên không trung, nặng như thế mà đôi cánh vẫn thoải mái bay lượn. Vũ khí thường thấy ở đại bàng là chùy hoặc một số vũ khí nặng nề khác. Điều này có lẽ xuất phát từ việc đại bàng muốn tận dụng khả năng bay của mình để lao xuống từ trên cao. Khi đó những vũ khí càng nặng sẽ gây ra sức công phá càng lớn. Kỷ luật cũng là một điểm mạnh của loài đại bàng. Cái này thì phải lấy Eris ra làm thước đo. Giống như đồng loại của mình, Eris luôn kỷ luật với bản thân và bạn bè, luôn là người nhắc nhở mỗi khi nhận thấy các bạn có hành vi sai lầm. Nhờ đó nhóm bạn của cô và Lava mới tránh được nhiều nguy hiểm. So với loài quạ thì đại bàng bay cao hơn rất nhiều. Thậm chí nhà của chúng còn nằm trên đỉnh núi cao vút, nơi mây che kín. Có lẽ vì thể chất loài đã có hoàn hảo nên bộ tộc đại bàng không đầu tư nhiều cho quân sự. Khi chúng là một trong những bộ tộc ít máy móc chiến đấu nhất, hầu hết toàn là vũ khí đơn giản, cùng hàng trăm hàng nghìn anh trai đại bàng 6 múi luyện tập mỗi ngày. Bộ tộc đại bàng mạnh thì có mạnh, linh hoạt thì top 1 server, tuy nhiên với sự eo hẹp trong đầu tư cho quân sự, vài cái chùy gai đó không thể làm gì được nếu bị xe tăng thiết giáp của những loài khác tấn công. Đó là lý do vì sao tộc đại bàng lại phải chơi rất thân với sư tử, luôn có mặt khi sư tử cần. Chốt lại, đại bàng là một bộ tộc trung bình, không quá mạnh cũng không quá yếu. Được cái kỷ luật, tớ sẽ xếp đại bàng vào hạng B. 4. Sư tử. Là loài đầu tiên uống chi và biến đổi theo truyền thuyết được kể khắp chi ma, sư tử đã cai quản chi nhiều đời nay với sứ mệnh giữ gìn sự cân bằng. Ngày bé xem phim tớ luôn có thắc mắc, phải chăng sư tử đang chơi xấu, ích kỷ, giữ chi cho riêng mình?
Nhưng không, ngay chính sư tử cũng không khai thác chi vô tội vạ, đều đặn hàng tháng vẫn phân phát công bằng cho muôn loài. Và mỗi tháng khi viên chi vàng được thu hoạch, sư tử cũng không lấy danh nghĩa cai quản mà giữ làm của riêng, đầu tư tổ chức giải đua Speeder để mỗi bộ tộc đều có cơ hội sở hữu nó. Bên cạnh sự liêm khiết trứ danh, bộ tộc sư tử dễ gây ghen tị cho các tộc khác vì bằng thực lực của mình, họ đã xây dựng một vương quốc hùng mạnh và bình yên, sở hữu cung điện sư tử nguy nga tráng lệ bậc nhất Chima, nằm ngay bên dưới ngọn núi Kavora thần thánh. Mang trên mình bộ trang phục của người Hy Lạp cổ, bộ tộc sư tử cũng phát triển kỹ năng chiến đấu tương tự những chiến binh Hy Lạp hùng mạnh, với vũ khí chính là kiếm và khiên, linh hoạt và hoàn hảo trong cả tấn công và phòng thủ. Không dừng lại ở đó, bộ tộc sư tử còn kỷ luật đến nỗi không ngừng rèn luyện thể chất từ bé, thể hiện qua căn phòng riêng đầy dụng cụ luyện tập của Lava khi cậu ấy mới chỉ hơn 10 tuổi. Dù ưa chuộng hòa bình nhưng trái ngược với những bộ tộc hiền lành khác, sư tử là bộ tộc tiên phong trong việc dùng sự áp chế của quân sự để duy trì hòa bình cho Chima. Chính vì thế mà kho vũ khí, nhân lực và phương tiện chiến đấu của sư tử luôn mạnh nhất Chima, chẳng hạn như chiếc xe sư tử của vua Lagravis, thiết kế theo các loại xe tải quái vật, trông nhẹ vậy thôi mà có thể treo chiếc xe tăng cá sấu ở vách núi, thậm chí suýt nữa còn kéo nó lên nếu Krager không làm điều dại dột. Một chi tiết nhỏ khác thể hiện sức mạnh bản chất của sư tử nằm ở việc đây là loài kiểm soát chi tốt nhất Chima nếu không tính các loài tiền sử. Điều này cho thấy sư tử sở hữu sức mạnh cân bằng cả về thể chất và tinh thần. Đến đây không cần nói nhiều nữa, hạng A sẽ thuộc về sư tử. 5. Tê giác. Đối trọng với đội khỉ đột bên phê tiện trong phần 1 chính là bộ tộc tê giác, cũng kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nếu khỉ đột đối xử với thực vật như sinh vật sống, thì ở tê giác là những viên đá. Công việc chính của tê giác là khai thác đá và bán cho các bộ tộc khác xây nhà. Có lẽ vì thế mà tê giác tôn sùng đá, nguồn kiếm cơm của chúng mà. Chúng thường xuyên trò chuyện tâm sự với đá, đôi khi là chơi với đá, mà cách khai thác của chúng thì không gì hơn ngoài việc tự đâm đầu vào, dùng sừng của mình làm vỡ các tảng đá lớn. Trông thì khá ngầu đấy, nhưng hệ lụy ghê quá, con nào con nấy đều tương tự như phê đá luôn. Cách dùng chi của loài này cũng đơn giản, chính là để công nghiệp hóa việc khai thác đá, tăng cường sức mạnh để khai thác nhanh và nhiều đá hơn, kiếm nhiều tiền hơn. Về độ khỏe, không cần dụng cụ hỗ trợ nào vẫn có thể phá tan mấy tảng đá, thì chắc cũng không cần chứng minh sức mạnh với ai nữa rồi. Cơ mà ngố quá thế này thì khỏe cũng không để làm gì. Khi Krager lôi kéo tộc Tê Giác vào phe mình, hầu như chúng không giúp ích được gì nhiều cho liên minh. Có thì chỉ có mặt trong đội quân là chính. Sự ngô tàu này của Tê Giác đã khiến bộ tộc xui xẻo rơi xuống bét bảng chung với loài quạ, hạng D. 6. Sói. Chúng ta tiếp tục với bộ tộc sói, một bộ tộc du mục. Từ xa xưa, bộ tộc sói đã hình thành truyền thống, không ở lại một nơi quá lâu, do đó chúng chưa bao giờ có một trụ sở chính cho mình. Sau thời gian nhất định, sói lại di cư tìm chỗ cắm trại mới. Chính vì điều này, sói hình thành một lượng kiến thức đồ sộ về địa hình và thiên nhiên Chima. Chúng nắm rõ đến mức ngay cả những đứa trẻ chưa trưởng thành như Waris trong phần 1 cũng ao chỉnh hoàn toàn các bạn trong trò trốn tìm. Cách duy nhất để tìm ra Waris là để trốn xì hơi. Khi đó, cái mũi siêu thính của loài sói sẽ khiến Waris chịu không nổi mà phải tự thò đầu ra. Đây là điểm yếu trong trò chơi, nhưng nếu xét trên phương diện sinh tồn và chiến đấu, đây lại là một điểm mạnh đáng lưu ý. Với giác quan nhạy bén của mình, loài sói gần như có thể chiến đấu với đối thủ trong mọi điều kiện, trên mọi địa hình. Với khả năng của mình, loài sói hoàn toàn có quyền tự định đoạt thế trận, linh hoạt giữa du kích hoặc đánh áp đảo, đối thủ sẽ luôn phải chơi theo cách mà loài sói muốn. Nghe lợi thế là vậy, nhưng khi xem xét lại có thể thấy, bộ tộc sói thiếu năng lực quân sự trầm trọng, có thể do phải tập trung săn bắt hái lượm để có lương thực cho những chuyến di chuyển đường dài, nên sói không có thời gian đầu tư cho khoản chiến đấu, vì thế mà kỹ năng hay vũ khí đều lỗi thời so với các tộc khác. Vì điểm yếu chí mạng này, tớ chỉ có thể xếp tộc sói vào hạng C, không hơn được. 7. Quạ. Bộ tộc quạ chủ yếu được biết đến như bộ tộc trộm cắp và thất đức, chỉ quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận tối đa bằng sự mất mát của người khác. Chiến thuật ngầm và khả năng bay của chúng ban đầu khiến chúng trở thành đối thủ của bộ tộc đại bàng. Với một vài trường hợp ngoại lệ, công nghệ của quạ thường được tạo ra từ các vật phẩm và phương tiện mà chúng đánh cắp từ các bộ tộc khác. Công nghệ cho phép chúng duy trì tính cạnh tranh trong cuộc chiến tranh giành chi. Chiến lược thường thấy của quạ trong mọi phi vụ là kiểu chim mồi, đánh rồi chạy liên tục để câu kéo mục tiêu. Khi mục tiêu đã mất cảnh giác, chúng sẽ bay nhanh thó hết những thứ mình cần rồi trốn gấp. Đúng là thâm hiểm. Giống như hầu hết các bộ tộc khác tả ở Chima phần 1, năng lượng chi của bộ tộc quạ thường có màu đỏ. Bản thân bộ tộc này chủ yếu gắn liền với màu đen và tím, và nhiều thành viên của bộ tộc này có tay chân giả hoặc các thiết bị kế ghép điều khiển học khác. Về công nghệ máy móc cơ khí, loài quạ có lẽ nắm chùm về độ hiểu biết, thôi nhé. Chứ chúng không thật sự có cho mình cỗ máy nào thật sự đồ sộ và mạnh mẽ. Cũng tại cái thói ăn cắp vặt chứ không chịu kinh doanh đàng hoàng, thời chiến thế này làm gì có loài nào ngây thơ đến nỗi để quạ ăn trộm những vật liệu quan trọng cơ chứ, chỉ lèo tèo vài món linh tinh thôi. Thế mà quạ vẫn chế lại được thành những thứ đáng kinh ngạc từ đống phế liệu đấy thì cũng coi như là rất tài năng rồi. Tuy nhiên với những gì được thể hiện trên phim, tớ chỉ có thể xếp quạ vào hạng thấp nhất, hạng D. 8. Cá sấu. Bộ tộc cá sấu là một bộ tộc sống dựa vào việc đi săn, vì phần lớn quần áo, phương tiện vũ khí và công trình kiến trúc của chúng được trang trí bằng xương của những con mồi đã chết từ lâu. Xương chủ yếu được làm từ cá, điều này cho thấy rằng rất có thể cá là nguồn thức ăn chính của bộ tộc. Giống như tất cả các bộ tộc Chima, cá sấu tự thiết kế hang ổ và lều trại của chúng theo phong cách rất riêng. Chúng sống ở một hang ổ cứng cáp giấu bên trong một bộ thiết kế có hình dạng đầu cá sấu, với phòng ngai vàng ngay ở trung tâm. Pháo đài này chủ yếu được xây bằng đá, có nhiều giá treo áo giáp và giá vũ khí trang trí đại sảnh.
Toàn bộ khu vực đó được mọi người biết đến là đầm lầy cá sấu, nơi bất cứ ai đến cũng phải báo trước, còn không sẽ biến thành thức ăn và được tận dụng làm nhà cho chúng. Trước khi Kroger lên ngôi và bị cô em gái Crawler thao túng, dẫn đến việc khơi mào chiến tranh chi, tộc cá sấu tỏ ra rất hiền lành và sống không đụng chạm đến ai, dù vẻ ngoài khá đáng sợ. Sự an phận này cũng giống như ba loài khác, khi chúng chấp thuận sư tử là loài cai quản chi. Tuy nhiên ở một khoảnh khắc, khi phụ huynh hai bên nói chuyện với nhau sau vụ việc Kroger đột nhập ăn cắp chi, vua cá sấu đã bộc lộ một phần tâm tư ức chế của mình về việc nghi ngờ tộc sư tử muốn giữ chi cho riêng mình. Khả năng cao bản tính loài vẫn luôn có sẵn bên trong từng cá thể cá sấu, chứng tỏ độ thiện chiến của loài này vẫn rất cao. Dù cho có tiến hóa cỡ nào đi chăng nữa, thể hiện thông qua dàn cỗ máy chiến đấu thuộc top những bộ tộc giàu có nhất chi ma. Về khoản chiến đấu cá nhân, cá sấu sở hữu sức mạnh tương đối bá đạo dù cá thể chưa trưởng thành. Đơn cử như trong lần đột nhập vào hồ chứa chi, Kroger khi ấy chưa đủ tuổi vẫn có thể quất đuôi đánh ngã 3-4 lính canh và tẩu thoát, vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó, loài cá sấu còn sở hữu bộ óc chiến lược thiên tài đi kèm với sự mưu mô vốn có. Dưới màn nước yên tĩnh, con mồi không bao giờ biết được một con cá sấu đói mềm đang đợi mình, và tốc độ của loài này cũng gần như bám sát thực tế. Chúng khá chậm chạp trên cạn nhưng dưới nước lại có thể thoát ẩn thoát hiện khôn lường. Nhìn chung, cá sấu là loài có thể coi là hoàn hảo trong thế giới chi ma, hầu hết mọi yếu tố cần thiết đều nằm ở mức tốt, phải thế mới xây dựng được một thế lực ngang ngửa với nhà giàu sư tử chứ. Tớ sẽ xếp cá sấu vào hạng A. 9. Crawlers. Bộ tộc Crawlers, liên minh của ba chủng loài rơi, nhện và bọ cạp, là phe phản diện trong huyền thoại chi ma phần 2. Trong một lần tranh chấp chi với Kroger, Lava đã thẳng tay ném chi xuống George of Eternal Death, nơi đây tập hợp rất nhiều loài vật nhỏ bé sống trong bóng tối. Nhờ năng lượng chi này, chúng đã tiến hóa thành bộ tộc Crawlers. Với sự thèm khát chi vô tội vạ, các Crawlers lên kế hoạch để ngăn dòng thác chi từ núi Cavora và chiếm làm của riêng, tất cả được dẫn dắt bởi tên Scorm nham hiểm. Ba giống loài thuộc Crawlers đều mang trong mình những khả năng đáng kinh ngạc. Loài dẫn đầu bọ cạp sở hữu nọc độc chết người, nhưng chúng cũng có thể thay đổi để tạo ra loại độc có khả năng thao túng tâm trí đối thủ. Về phần lũ nhện, khi được tiến hóa bởi chi, tơ nhện vốn nổi tiếng siêu bền đã được nâng lên tầm cao mới, to hơn và bền hơn, đủ sức chặn dòng thác chi từ thượng nguồn núi Cavora. Cuối cùng là bọn rơi, mấy con này bình thường vừa mù vừa không có sức mạnh gì, nhưng khi được tiến hóa bởi chi, bỗng dưng chúng có cho mình khả năng tạo ra màn khói đen mỗi khi vỗ cánh. Nhận thấy điều này, Scorm đã tận dụng loài rơi để tạo ra sự kiện đám mây đen lưu danh sử sách chi ma, một trong những sự kiện lớn nhất. Nếu xét riêng từng loài, ba chủng tộc sẽ không lên nổi hạng cao vì năng lực không quá mạnh, đã thế còn yếu kém trong khoản quân sự khi chỉ được cái đông, còn lại chưa phát triển gì vì mới được tiến hóa. Tuy nhiên khi liên minh với nhau, Crawlers tỏ ra khá OP khi bù đắp điểm yếu và hỗ trợ điểm mạnh của nhau, tạo nên thương hiệu liên minh ăn ý nhất chi ma. Ở đây, tớ sẽ xếp Crawlers vào hạng A sau những sóng gió chúng gây ra cho Lava và những người bạn. 10. Hổ. Dù là một loài mạnh và rất được yêu thích, nhưng hổ trong chi ma lại có phần lép vế so với các bộ tộc khác. Theo phe lửa của Phượng Hoàng và nhận nhiệm vụ canh giữ chi lửa, tộc hổ được rèn luyện và tuyển chọn gắt gao, chỉ có những cá thể xuất sắc mới được giao nhiệm vụ cao cả đó. Được mô tả là sống dưới sự bao bọc của Phượng Hoàng, khi nào Phượng Hoàng còn, tộc hổ sẽ gần như bất tử, nhưng bản thân tộc hổ cũng không vì thế mà ỷ lại, trái lại còn luyện tập hăng say hơn bất cứ loài nào khác. Nhờ đó mà điển hình như Tomac, cá thể xuất sắc nhất loài, có cho mình một thể chất vượt trội, đi cùng khả năng và kinh nghiệm chiến đấu đáng kinh ngạc. Vì sao tớ lại nhận định tộc hổ bị lép vế? Đó là bởi sự lạc hậu của bộ tộc này so với nền văn minh đang phát triển tốc độ cao dưới hạ giới. Có lẽ vì mải cái quản đống chi lửa quý hiếm kia nên tộc hổ không thể tiếp cận nhiều về thế giới bên ngoài, từ đó nhận thức về công nghệ cũng kém hơn so với các bộ tộc khác. Không chỉ thế, tộc hổ còn thua thiệt rất nhiều về quân số, có lẽ do quá trình rèn luyện quá khắc nghiệt dẫn đến sự sụt giảm quân số hổ chăng? Điều này chúng ta chưa biết rõ được. Nhìn chung, hổ rất mạnh vì từng cá thể, nhưng nếu xét trên bộ tộc, hổ chưa thể sánh được với những bộ tộc văn minh và mạnh mẽ khác, chốt lại ở hạng B thôi. 11. Hunters. Từ xa xưa khi thế giới còn trong kỳ băng hà, đã tồn tại những sinh vật thượng cổ mạnh mẽ, sinh tồn trong cái giá rét khắc nghiệt đó, nổi trội nhất là bốn chủng loài kền kền, gấu bắc cực, voi ma mút và hổ giáng kiếm. Thậm chí các Hunters còn được bộ tộc thần thánh là Phượng Hoàng chỉ dạy để tiến hóa mà không cần đến năng lượng chi. Rồi một ngày kia khi mọi thứ dần thay đổi, lớp băng bao phủ thế giới đã tan, vạn vật sinh sôi nảy nở, nhiều chủng loài khác bắt đầu hình thành. Sơ Fanga, khi ấy là thủ lĩnh của tộc hổ giáng kiếm, cũng là thủ lĩnh của các Hunters, đã bộc lộ bản chất khao khát sức mạnh, cầm đầu bè lũ Hunters sống lại tộc Phượng Hoàng nhằm chiếm đoạt dưới sức mạnh thống trị. Nhưng sao chúng có thể chống chọi được với tộc Phượng Hoàng thần thánh? Kết quả chúng phải thần chú The Great Illumination, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, bị đóng băng tại nơi sâu nhất của George of Eternal Death. Sau này khi có được chi nhờ sự ngáo ngơ của Scorm, các Hunters đã thức tỉnh, và giờ đây sau tác động của thần chú Great Illumination, các Hunters có thêm cho mình sức mạnh băng giá. Đa phần các cá thể Hunter đều có bộ phận bị băng hóa trở nên trong suốt, Lego của chúng rất đẹp, thuộc hàng đắt đỏ nhất thời bấy giờ. Các Hunters quay trở lại với tham vọng đáng sợ hơn trước, chúng muốn đưa cả chi ma trở về kỳ băng hà trong quá khứ để tìm lại ánh hào quang của mình. Kế hoạch dù thất bại và các Hunters quay trở về giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng những gì được thể hiện trong phim cho thấy, dù ở thời điểm nào, tộc Hunters vẫn luôn là một trong những tộc mạnh nhất.
Gấu bóc cực và voi ma mút có thể tay không chặn hoặc lật tung những chiếc speeder đang lao tới với tốc độ cao, trong khi đó loài kền kền có thể chiến đấu ngang cơ với đại bàng trên bầu trời. Còn lại hổ răng kiếm, phải nói đây là bộ tộc mưu mô xảo quyệt nhất phim, ăn đứt cả cá sấu và các crawlers. Tổng thể, bộ tộc Hunters dù không được ăn ý như crawlers, nhưng đổi lại, sức mạnh của chúng áp đảo bất cứ bộ tộc nào. Nếu phê thiện không có sức mạnh chi lửa được buff thái quá, thì gần như sự tàn bạo của các Hunters sẽ tương tự như thành các tư hãn ngoài đời thật. Đến đây, tớ sẽ xếp ngay tộc Hunters vào hạng S. 12. Phượng Hoàng. Và cuối cùng top 1 server không nói nhiều, Phượng Hoàng Lửa. Từ xa xưa, để đối trọng với các thế lực băng giá của các Hunters, Phượng Hoàng Lửa đã phát triển chi lửa, nhờ đó có được sức mạnh ngăn chặn bọn thợ săn. Chúng ta không được thấy nhiều về khoản chiến đấu chân tay của bộ tộc này, hầu như là không có. Đa phần khoảng thời gian loài Phượng Hoàng xuất hiện trên phim đều là những lần thủ lĩnh Fluminos thể hiện sự thông thái và khả năng thao túng diễn biến phim, lúc nào mọi chuyện cũng đi theo đúng dự đoán của ông ta. Thậm chí, chúng ta còn không được thấy vũ khí chính của loài Phượng Hoàng, tất cả chỉ có một cây gậy phép mà thủ lĩnh Fluminos thi thoảng sử dụng khi có dịp quan trọng. Bạn nghĩ đây là những điểm trừ sao? Không không, tất cả những chi tiết trên đều chủ đích làm nền cho quyền năng mạnh nhất của loài Phượng Hoàng, đó là pháp thuật. Thứ kỳ diệu duy nhất mà các chủng tộc ở Chima được thấy là chi, nguồn năng lượng giúp các cá thể phát huy sức mạnh vốn có một cách nhanh chóng. Tuy nhiên sự kỳ diệu này đối với loài Phượng Hoàng chỉ là trò trẻ con, thế hệ con cháu làm gì biết cảnh năm xưa tộc Phượng Hoàng chả cần đánh đấm gì, chỉ niệm chú là phong ấn luôn bọn Hunters khát máu, đã thế còn có thể khiến một ngọn núi khổng lồ như Kavora bay lên và lơ lửng trên không trung suốt hàng chục nghìn năm. Với phép thuật của mình, tộc Phượng Hoàng gần như không có điểm yếu, nếu bất cứ loài nào đến thách thức, tất cả đều phải cúi đầu trước Phượng Hoàng Lửa. Như vậy kết thúc bảng xếp hạng này, vị trí cao nhất đã thuộc về Phượng Hoàng Lửa với hạng S+. Và đó là bảng xếp hạng tất cả các bộ tộc trong huyền thoại Chima. Đâu là bộ tộc các bạn yêu thích nhất? Hãy chia sẻ về trên ở phần bình luận nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và tích cực đề xuất đề tài cho kênh. Nhớ like và đăng ký để không bỏ lỡ những video siêu hay sắp tới nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!